Đúng rồi. Những hạt muối trắng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi lại có dịp trải nghiệm trên cánh đồng muối ở Ninh Chữ, Ninh Thuận và những cánh đồng muối trắng. Từ xưa nay thì chúng ta vẫn quen đến những cánh đồng lúa vàng, cò bay thẳng cánh. Còn đây là những cánh đồng muối trắng, chim cò không bay qua đây vì là nó sợ bị bay vào nồi cá kho. Tức là ở đây nó mặn quá mà chim cò bay qua hoặc là côn trùng bay qua vì hơi mặn bốc lên khiến cho chim cò với cả tất cả các loại động vật đi qua đây là nó cảm giác nó chuẩn bị cho vào nồi mà chuẩn bị bắc vào bếp. Thứ nhất là bắc vào bếp là vì trời rất nóng, cho nên là cảm giác như bắc vào bếp. Bay qua đây mà hơi mặn bốc lên cảm giác như chuẩn bị cho vào nồi. Nên các bạn có thể thấy là xung quanh đây hầu như là không thấy chim cò, cây cối và chỉ có nước và muối. Và một điều đặc biệt là nước làm muối. Đúng là từ trước đến nay tôi với anh Lại Văn Sâm lại cứ tưởng là nước ấy là họ lấy từ biển, sau đó là họ đổ ra, thế là thành muối. Mà phải nói những hạt muối trắng óng ánh thế này thì nó được lấy ở những cái độ sâu nhất định. Và trong hạt muối này nó đầy đủ khoáng chất, bởi trong nước biển chỉ có 1% là muối thôi, còn ở đây có trên 5% là muối. Bởi vậy cho nên muối ở đây có thể ăn được ngay, không phải làm gì cả. Sau 30 ngày thì đây là tuần cuối cùng người ta để lại những hạt muối trắng như thế này. Và tôi với vai trò của một diêm dân, vừa rồi tôi đã đi cào muối. Và ở đây thực ra diêm dân ở đây rất khổ nhưng mà lại kiếm tiền rất dễ. Bởi vì này, muối là không mất tiền, ruộng người ta khai khẩn từ ngày xưa, nước khoáng là khoan từ đấy lên, sau đó đổ về ruộng, chỉ có mất ngày công thôi. Các cụ dạy là lấy công làm lãi, cho nên là họ mất ngày công thôi. Thì nắng gió như này, lúc này là 8 giờ sáng mà rất là nắng và vất vả như vậy, nhưng mà bù lại, cần cù và chịu khó, lấy công làm lãi, ông trời cho. Chỉ có một điều đặc biệt này với người làm muối nhé, họ kỵ nhất là nước mưa. Đấy, nước mưa mà đổ xuống một cái là toàn bộ cái muối này tự nó tiêu luôn, tự nó chảy thành nước và nó không đông lại thành muối được nữa, không kết lại thành muối được nữa. Cho nên là họ rất sợ trời mưa. Và sở dĩ từ xưa đến nay người dân chúng ta vẫn quan trọng và phải nói thật sự là vẫn là yêu cái hạt muối, là bởi vì trong những câu tục ngữ ca dao các cụ vẫn dạy là cá không ăn muối cá ươn, con không nghe mẹ trăm đường con hư, rồi là trắng như muối tinh, rồi thì đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, rồi thì nói chung là muối là một thứ không thể thiếu được trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vì là muối là đại diện cho cái sự mặn mỏi, mà người Việt Nam ấy thì điều đầu tiên là phải chân thành, thật thà, thẳng thắn và phải mặn mà và mặn mỏi. Điều ấy đủ thấy rằng hạt muối nó quan trọng như thế nào. Nếu lần sau có dịp quay lại đây, tôi rất khoát sẽ đi cào muối tiếp tục. Một ngày kiếm được 250.000, hơi vất vả một tí, hơi đen lên một tí, nhưng mà nói chung là có tiền thì cái gì cũng làm. Đâu, kết quả của anh ngày hôm nay đâu? Kết quả của tôi là kia, mọi người hãy nhìn xem. Đây, một buổi như thế này là cào được 5 đống muối. Và mỗi đống muối thì tương đương với khoảng độ 1 tạ, tức là 5 tạ. Một ngày mà cào được 10 đống muối tức là tương đương với 1 tấn. Mà 1 tấn thì tức là nói chung là được 250.000 thôi đấy, tiền công rồi đấy. Và cảm ơn mọi người nhá. Nhớ này, hạt muối rất là quan trọng, rất mặn và rất ngon. Cảm ơn mọi người.